Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái cách để có thể chống bụi khi mà các bạn khoan, đặc biệt là dùng cho những bạn nào mà khoan trần nhiều nhé các bạn. Rồi. Ok, để dùng cách này các bạn chỉ làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị hai cái lơi 21, một cái 27 lên 34, một cái bịt 34, một cái nối 21 và khoảng 30 cm ống 34 nhé các bạn. Rồi các bạn sẽ nối kiểu này. Ngay vị trí cái lơi 21 này thì các bạn sẽ khoan một điểm ngay đây. Cố gắng khoan làm sao cho nó ngay tâm nhé các bạn, ngay tâm. Rồi mình sẽ khoan ngay đây nhé. Ok, như vậy nó đã ngay tâm nữa các bạn. Đó, ngay tâm nha. Còn cái nối 34 dạng 27 này á, thì các bạn sẽ mua một cái mũi khoét 27, khoét kính 27 các bạn, gắn vào đây. Hoặc là tốt nhất á, thì các bạn sẽ dùng cái bộ này này các bạn, cái mũi thứ 3. Đây mũi thứ 3. Bộ khoét thạch cao đây nha, khoét gỗ. Bạn nào muốn mua bộ này thì mình có để link bên dưới video phần bình luận ghim lên đầu các bạn. Mình không có bán nha. Rồi. Bộ cái này này nó sẽ chuẩn hơn và các bạn đỡ cực hơn đấy các bạn. Ok, các bạn sẽ khoan vào đây. Rồi xong. Mục đích các bạn khoan này á, để cái đầu nối này 21 này nó sẽ lọt dễ dàng vào trong này các bạn, rất là dễ luôn. Đó. Bây giờ là cách ráp cái bộ lọc bụi này nhé các bạn, rất là hay. Cái chỗ mũi khoan các bạn sẽ ráp vào đây. Rồi cái đầu này mình sẽ xỏ vào đây nha. Đây nó sẽ rất trơn tru nhé các bạn, chứ đừng có cứng nha. Rồi mình sẽ khóa ở đây này. Thì cái phần này á, nó có thể xê dịch được, xê dịch ra lại được. Đây. Đó. Thì đây sẽ là cái khoảng cách mà mình có thể khoan tắc kê nhé các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn cố định ở đây nha. Do mình dùng làm mẫu cho nên sẽ bắn bằng keo. Như vậy mình đã bắn keo xong các bạn, bắn keo hai mặt. À, rất là cứng luôn nha. Rồi, bây giờ muốn khoan thì các bạn sẽ đẩy này lên trên này. Mình sẽ khoan từ từ thì nó sẽ ép cái mũi khoan xuống. À, rất là hay nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nha. Trước khi khoan các bạn sẽ dùng cái nắp bịt 34, các bạn bịt phía sau này lại. Đó, bịt sau lại thì bụi nó sẽ hứng xuống dưới này. Đó, mình sẽ mở này ra để lấy bụi ra thôi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ khoan ở đây để test các bạn xem nhá. Trước khi khoan thì các bạn để cho cái mũi khoan nó lòi ra để mình định vị được cái mũi khoan, sau đó mình đẩy cái này lên. Đó, đẩy lên rồi các bạn sẽ khoan nhá. Đây. Ok, như vậy là xong. Rồi, các bạn sẽ lấy bụi dưới này ra. Rồi, mình sẽ gỡ phần này ra để lấy bụi rất là dễ dàng. Đấy các bạn. Ok chưa? Rất là hay. Còn nếu không có này, một lượng bụi này nó bay ra thì mình hít hết, rất là nguy hiểm. Hại cho sức khỏe. Ok nhá. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.